thì rồi các con cũng phải cho không. Các con đã được cho không thì rồi các con cũng phải cho không. Hãy làm vì Chúa và vì người ta, đừng mong gì hơn, đừng mong cho không thì rồi các con cũng phải cho không. Các con đã được cho không thì rồi các con cũng phải cho không.